Hello em, chào mừng em đến như quay trở lại với kênh của mình. Mình là Khương Kaler. Thì hôm nay Garena có cái sự kiện nạp kim cương sang ngoài xịn nè anh em. Chiếc xe một kim cương chiếc xe một xà 500 kim cương thì anh em mình sẽ nhận được cái hòm nè, hòm và hệ thống phong cách. Cái này để làm cái gì thì tí xíu anh em sẽ biết ha. Thì ok. Đây, đó để làm cái này nè anh em. Siêu phẩm trang phục đổi màu giống như trang phục gọi là bản xà này các thứ anh em, khá là ngon. Ok, thì nó nằm trong cái đây anh em xem nha, khá là chiến đúng không anh em. Nói chung cái bộ phong cách cái thứ á, cái đợt này là cái gì ta, kim long cái thứ anh em. Thì ok, đây đầu tiên là trang phục này. Đầu tiên thì chưa có màu mè gì đâu anh em phải mở khóa trong đây. Ok, sẽ thử mở khóa cho anh em xem ha. Ok, sẽ quay cái này. Khi quay thì anh em nhớ kéo xuống cho mình xin một like nha, cho nên cái kênh ủng hộ mình, bỏ luôn chuông thông báo cho anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Này thì khá là rẻ nhưng mình lấy được cái trang phục thôi, 300, 500, 650, 850, tầm 900 kim cương, cay kim cương anh em ạ. Cây kim cương anh em nhận được một bộ đồ mấy cái hộp này. Lúc trước mình vừa nói với anh em trong cái sự kiện mà săn mặt thư á, anh em mình săn gần đủ là được rồi. Tại có nhiều sự kiện trong cái đợt này sẽ nhận cho anh em xem mà dần dần mình quên mất. Nhưng mà lúc đó mình cũng hứa là sẽ săn full cho anh em mà. Ok, chơi anh em. Mong là sẽ ra sớm. Ra sớm đi nào, mà thật ra nó cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mấy cái hộp này là để cho nó mở khóa đó anh em. Bộ đồ này cũng khá là đẹp mà chưa nâng cấp thì không biết nên sẽ như thế nào. 60 anh em quay cái này xong vô trong kia anh em mở khóa nha. Mấy cái này thực ra mình cũng không mong chờ quá nhiều đi, cũng quen rồi. Cái quả đầu nhìn chắc ha. Rồi đây thì chỉnh đi, phải đạn à. Cái này mình sang là một chuyện, còn mở là mở cái hòm này là một chuyện khác anh em ơi. Này thì có hiệu ứng chạy cái thứ nữa nè, khá là ngon. Chạy nhanh có cái này, okay. Khá là xịn anh em. Này thì khá đến từ bữa gạo. Chà, hồi máu của hình này nữa thì còn gì bằng anh em ơi. Ok. Dạ, yeah. Vậy cửa sổ cũng có hiệu ứng anh em. Được, được, trang phục này được anh em. Bao nhiêu để nâng cấp? Bao nhiêu để nâng cấp anh em? 160. Cái này cũng phải nâng cấp. Mở hai trang phục để mà có hiệu ứng này. Mở ba trang phục mới được hiệu ứng này anh em. 20 40. Phải cái nồi. Cái này mở hết thì nhận được cái này. Mấy đạn ạ. Cái này là cái hành động gia nhập anh em. Hơi căng rồi. Trang bị bất kỳ mảnh trang phục nào trong cũng có bích lông để hiển thị hiệu ứng đặc biệt. Sẵn rồi chờ. Cái này là đứng nó gì chứ không phải là gia nhập anh em. Này mới hành động gia nhập này. Phải không? Cái này là hành động giống như bản xà giống như gia nhập anh em.
khá là căng rồi. Mở cái này thì hơi bị chua một tí anh em ơi. Mở cho mở trước mấy cái này. Giữ vững chạy nè. Ok. Chưa có kinh phí thì để sao anh em ơi, xin thông cảm nha. Khá là chua rồi, không đơn giản rồi anh em. Anh em ấy thì nhớ suy nghĩ kỹ trước khi mà quay nha, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha. Còn đây là kiếm bình thường, nó tầm 1k kim cương anh em ơi. Cây kim cương được bộ này thì cũng ok rồi. Ok thì hôm nay những cái khác anh em. Thì quà đăng nhập hôm nay anh em mình sẽ nhận được cái chất lưu đạn nè. Anh em nhớ vào nhận nha. Cái này thì cũng bình thường thôi, không có hiệu ứng gì đâu. Nhưng mà miễn phí thì anh em mình đơm ha. Mình chưa có làm hết đủ cái này nữa nha anh em. 7 cái đạn. Ok, coi còn gì mới mà mình nói cho anh em. Ok, trung tâm thực tỉnh, tập avatar. Tình giải đấu, sự kiện. Anh em có thể nạp kim cương như cái này để mà lấy cái hòm này, 5 hòm thì có thể là mở ra mấy cái này luôn. Mà thật ra là cũng mình cũng không mong chờ quá nhiều. Nhưng để xem có kinh phí mình sẽ đơm luôn cái hộp này. Dù gì cũng 500 kim cương cũng mình cũng sử dụng bên em đâu mất đâu. Còn chiếc xe này thì chắc là nó không ăn thua. Sao cảm giác không phải vấn đề anh em. Ok, còn gì nữa không? Còn gì mới không ta? Ok, thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Trang phục này thì khá là đẹp, mà anh em có điều kiện nữa thì đẩy luôn mấy cái hiệu ứng nữa thì quá ngon. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, cho đăng ký kênh, ủng hộ mình. Bấm luôn chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, hẹn em ở video tiếp theo.